Alo. 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 Nghe 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 bạn ơi. À thì nói chung là tôi cần một tài xế cho anh em bú á. Vì cái cuốc xe nhiêu tính kia còn còn cái bú thì bạn ví dụ tài xế có thương lượng với mình. Mấy mấy người, 4 người. Tôi đi 2 người, tôi với ghệ tôi, mà tôi với ghệ tôi là anh em cho nó bú thôi, nó 1 người 4 người à. À là bạn là ghệ bạn bú tài xế. Rồi bạn có bú không? Không, tôi không bú nha, tôi không bú, chỉ cho ghệ tôi bú thôi. À chỉ cho ghệ bú thôi. Thì một lần vậy nhiêu thì mình ra thì bú bao nhiêu lần thì nhân lên. Bạn ở đâu lận? Tôi ở Mỹ Tho. Mỹ Tho hả? À, Mỹ Tho chỗ nào ta? Không này thì có gì mình thương lượng đi, nếu mà giá xe 2 ngày đêm đi Vũng Tàu là nhiêu. Không, để phải hỏi là tài xế, có tài xế nó chịu không cái Nhưng mà tài xế coi được mới được nha, đâu. cũng phải dễ nhìn xíu. À vậy hả? Rồi ok. Rồi để tôi báo báo tài xế cái tôi báo lại cho. Bạn báo tài xế mà cho tôi biết tài xế dễ nhìn cái đi. Nói chung là vậy nè, tôi sẽ đi, tôi với ghệ tôi là đi Vũng Tàu 2 ngày đêm chơi, Ừ. thì thuê thuê xe thì cứ xe bạn tính nhiêu thì tính. Nói chung là nhưng mà tài xế thì ở chung phòng với tụi tôi luôn, nhưng mà chỉ bú thôi, không làm gì nữa hết. Ví dụ bú một lần vậy nhiêu thì tôi trả, ví dụ một lần vậy 500 hay gì đó, cứ bao nhiêu lần thì nhân lên, ví dụ vậy. À cứ bú ra lần là tốn 500 đúng không? Cứ lần vậy là 500 thì đi, miễn sao nói chung mà ví dụ đi trên đường mà thấy dụ chỗ gì chỗ nào vắng vắng cái ngừng lại cho bốn cái gì ra cái là 500, ví dụ vậy. À rồi rồi ok, cứ là một rồi lần, cứ ra một lần là 500, rồi tiền xe là 2,7 triệu là tính riêng. ờ đúng rồi, tiền xe là riêng, tiền Ok xe là riêng. tôi rồi, sẽ tôi sẽ bao 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 ăn ở cho tài xế luôn. bao ở tài xế. Nhưng mà trên quá trình mà bắt bắt đầu từ chuyến đi đầu tiên rước khách ở Mỹ Tho đi ra Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm, 2 ngày 1 đêm trong quá trình đi cứ Cứ bốn lần vậy là 500. thích thích chỗ nào là kêu tài xế dừng lại là cứ bú cho tài xế ra là lấy 500, Đúng rồi, là là tôi trả kêu tài tiền mặt xế. cho tài xế liền nha. Đúng rồi, đúng rồi, Rồi cứ tiền xe thì tôi sẽ trả qua dịch vụ đàng hoàng giống như đúng tôi đi rồi xe bình thường. Còn rồi tiền cứ mỗi lần bú vậy thì móc xẹt cho tài xế liền 500. rồi rồi ok, để tôi hỏi mấy tài xế coi.